Kỳ tích của cậu học trò người thủ thuộc xã nghèo Nghệ An vươn lên thành thủ khoa, 56,65 trên tổng điểm 60 là con số mà em Cao Duy Thông, học sinh trường Trung học phổ thông Cờ Đỏ đã đạt được trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Em cũng là thí sinh có điểm thi tốt nghiệp cao nhất tỉnh Nghệ An năm 2023. Đặc biệt, dù được miễn thi môn tiếng Anh do kết quả thi IELTS Thông đã đạt 8.0 điểm, nhưng Thông vẫn muốn thử sức mình và đã giành được điểm tuyệt đối trong môn thi này. Được biết, Thông là con út được sinh ra trong một gia đình nghèo, là người dân tộc Thổ, ở làng Cáo, xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Gia đình em thuộc diện khó khăn, nhà ở vùng cao, xa trung tâm thành phố, kinh tế gia đình thường chỉ phụ thuộc vào mấy sào ruộng và những cây keo tràm nên dù cố lắm vẫn chỉ đủ ăn. Dẫu không có điều kiện học tập như nhiều bạn cùng trang lứa khác nhưng Thông vẫn rất xuất sắc, em học được các môn trong đó nổi bật là tiếng Anh. 7.5 là con số mà Thông đã đạt được trong kỳ thi IELTS khi học lớp 11 và một năm sau em đã nâng điểm lên con số 8.0 mà không hề học thêm ở bất cứ trung tâm hay một lớp học trực tuyến nào. Đây cũng là kỳ tích hiếm thấy ở ngôi trường miền núi em đang học. Dẫu phía trước còn nhiều khó khăn nhưng cuộc sống không chỉ là tồn tại, mình phải sống để mang lại những giá trị tốt hơn. Cho dù thế nào thì con người cần luôn hướng về phía trước, không bao giờ bỏ cuộc, Thông chia sẻ.